đình của ông Thọ Ngọc Hầu. Dạ. 12 ông Hỡi Tài phong chức là Phật Di Lặc. Thì bà Bảy đem về chùa Bạch Ngọc thờ mấy chục năm nay. À, vụ bà Bảy. À. Rồi lấy cục đá đem về. À. Rồi sau đó thì bị bà không cho thế à, đem thành phố anh thử bị xe hàng cán anh ba luôn. Bà về ngày về đây núi sập thị trấn núi sập ngày một năm 1946 bà sang đất này bà xin phép để tá túc cất chùa cất gia đình nội tư gia để thờ phượng cúng quải ông bà từ từ xin phép để cất chùa lên chùa Bạch Ngọc. Thì trước khi bà thỉnh chùa Bạch Ngọc thì cũng như phần thiêng liêng về độ cho bà, thứ nhất là đây là ngôi cụ quyền thất tổ của bà Bảy, là ông Bảy bà cụ và Phật tổ Phật thầy đức thầy đức thế ca. Thì bà xin đồng đạo cùng đóng góp với ngài khi công khởi hành để cất cái chùa. Thì bà được động quan để thỉnh được cái tượng Phật chống Phật A Di Lặc. Khi con bước lên ghế con được quyền quay. Đó là kỷ niệm thiên nhiên khởi công chùa Bạch Ngọc A Di Đà Phật. Được gì được, con thấy con có khi nào mà thỉnh được ông mà lại được cái ghế ngồi không? A Di Đà Phật, cái đó là tâm linh. Con thấy không? Có luôn cái thạch đó, đó là cái ghế thạch ngồi luôn. Đó, con thấy có khi nào có được gì không? Vậy là có một không hai. Cái tên chùa Bạch Ngọc là từ cái hồi xưa tới khởi công luôn, bạch là trắng, ngọc là trong. Là viên đá này khởi công là được bà về cái phần thiêng liêng thỉnh luôn, động quan là thỉnh được ông Phật Di Lặc cái ngôi vị cái ghế ngồi của ngài luôn. Rồi bà mới sợ, bà mới thỉnh đem xuống đình của ông Thọ Ngọc Hầu. 12 ông Hỡi Tài phong chức là Phật Di Lặc. Thì bà Bảy đem về chùa Bạch Ngọc thờ mấy chục năm nay. Thì nhiều khi cái bọn gian tặc nó đều lấy những cái điều quá nhiều chuông đồng ngôi tượng nên ông Út xin phép thỉnh về tư gia để thờ phượng đến đây. Dạ. A Di Đà Phật để tôn trọng. 1947 tới đây 50 tới đây. Đó, đó là tượng, đó là ông 12 ông Tài là của đình của ông Thọ Ngọc Hầu phong chức là Phật Di Lặc. Đúng không, còn thấy giống không? A Di Đà Phật. Dạ. Thấy ban ngày chứ ban đêm thấy sáng. A Di Đà Phật. Đó, con thấy có khi nào thỉnh được ổng mà được cái ghế ngồi không? Hy hữu, đúng không? Đúng không? Đó, để chú biết rằng chú nói đấy hết rồi. Thành lòng Bạch Ngọc, thành lòng niệm Phật thì Phật lo cho mình. Như hình như chú có đá nữ hoa nữa. Thì sao con hay vậy? Sao con hiểu vậy? Con tìm những sao mà sâu sắc kiểu vậy, không có thiếu gì gì à, thiếu sót. Chú con đòi hỏi thì chú mới cho con tìm hiểu. Còn nếu gì cái lân cận hỏi sơ sót những có điều bí ẩn thì chú sợ cái đa nghi tư vấn, chú không biết cái điều tơ lứng để trả lời. Nhưng cái thành thật kính thưa, cũng như ngày bà khai trương thỉnh cầu chùa Bạch Ngọc, cái cất chùa Bạch Ngọc được thỉnh ông Phật Di Lặc, kế tiếp năm 10 năm sau những ngày gần gầm thì bà Bảy là cái chủ trì chùa Bạch Ngọc. Bà có nói cũng như là tối nay bà nói con ơi ngày mai là 8 giờ ngày mai rằm có bổn đạo lại cúng cục đá cục ngọc chùa Bạch Ngọc lúc 8 giờ. Ô báo trước luôn. Dạ, nói cho các con gia đình hiểu, mình hy hữu. Thiệt 8 giờ cũng như quý bà con đồng đạo ở thôn quê ta bồn vàng mót vàng nhưng ta được cái cục đá ngũ sắc Bạch Ngọc, nhưng mà chữ thần khiến phải đem gì mà chọc hiến thành tử buộc ta phải cúng. Có thật. Yeah. Bởi vì mới hồi hủ. Yeah. Nhưng mà khi hủ cũng bị gian tặc đó, nó muốn lừa đảo nó chiếm, nhưng mà chư thần không cho nó chiếm. Dạ, yeah, đúng rồi. Để chú lấy rồi chú cho con thấy rồi chú mới giải đáp thêm. Yeah. Nó mượn nói dạ bà Bảy ơi, nghe nói bà có cục đá ngũ sắc, ba con tai biến nặng không đi được, muốn thỉnh cục đá bà về coi để cho cha con hết bệnh. Bà nói con ơi, bà có ở đó cục nhỏ mà coi ra thốn nốt người ta lấy mất tiêu rồi, bà không dám cho. Thôi có duyên nào ba con ai tới thì bà cho coi. Nó năn nỉ, nó nói thế cao vàng Út, nó thôi con bà sợ con đưa cao vàng cho bà. Là chú Út nói là thưa bà, thưa chú,
Bà ở chùa, bà ở cốc, bà không được nhận dạng. Tối bộ gác lại bóp cổ bà không được. Hồi chú lo mọi chuyện nó ngọt sao bà đưa nó coi. Nó đem về. Nó đem về nó tưởng chắc là nguyên vô quý báo đem thành phố Hồ Chí Minh nó đập. Nó đập rồi cái nó nói xe hàng cán cái xe nó banh chành luôn. Bởi không còn ảnh dụng mà nó không chết. Trời. 3 tháng sau nó mới đi về để nó trả. Nó gói về cái thang thu bắc. Mình mừng quá thấy gói con. Đó là cảnh báo. Hậu quả không lường. Nhân quả nhãn tiền của ai nấy hưởng, không phải của mình mà được. Nếu mà thật sự Kim Cương chắc nó đại gia của thế giới Việt Nam. Đây cái mấy chú nói vậy thôi, mình quan niệm đó. Đây là cục đá này nó ngũ sắc nó đơn giản. Để chú cho thấy cho con ra ngoài không gian con tìm hiểu. Những cái người á cái tâm đạo đều thấy khác nhau. Người không hiểu đạo thấy ngũ sắc. Đó. Con ra để là nó đem thành phố nó đập banh nè. Y gan con ra ngoài không gian con nhìn đây đưa trên không. Đó là gọi có phải là ngũ sắc không? Là có một cái anh kia anh ảnh dụ bà. À, dụ bà bảy. À. Rồi lấy cục đá đem về. À. Rồi sau đó thì bị bà không cho thế à đem thành phố anh thử bị xe hàng cán anh banh luôn. À, còn cục đá này là ngũ sắc đó con. Dạ. Con đưa con nhìn lên cảnh này đưa trên không. Còn nhắm những mấy chú Đồng Tháp thấy nó còn thấy con nổi ốc là nó ra ông Úc. Chú ý, bởi vì có mặt trời nhiều mình thấy rất nhiều, dạ. Rất ánh sáng. Cô yes. Bác quý anh chị có thấy được hay không, nhưng mà mình mắt thường đó, mình tận mắt mình chứng kiến đó. Mới thấy được. Mà có mặt trời, ngũ sắc. Màu mình thấy á, thì nó trong suốt, nhưng mà nó có nhiều. Nếu như mà đôi mắt thường mình đưa vào á, thì nó sẽ có một cái màu, nó có 7 màu. Yeah. Mà theo chú chia sẻ, hòn đá này gọi là hòn đá ngũ sắc. Yeah. Và nó có những cái câu chuyện tâm linh mà liên quan. Ông Út chia sẻ là cái hòn đá này là của người nào thì người đó hưởng. Yeah. Và có một cái người kia, kẻ gian để lừa đảo dụng bà Bảy để mà đem cái cục đá này về. Và cuối cùng thì gặp những cái điều tai ương mà coi như là cảnh báo. Yeah. Mà không chưa ảnh hưởng đến cái mạng sống. Yeah. Và nếu như mà còn để lại á, thì chắc có thể là ảnh hưởng. May thì cái anh này ảnh sợ quá. Anh 3 tháng sau anh mới trả. 3 tháng ảnh trả về. Và đặc biệt là chú chia sẻ nữa là cái hòn đá này, cái tảng đá này là do người ta cúng dường ở ngay chỗ chùa Bạch Ngọc này. Yeah. Và đặc biệt thì khi mà cúng dường thì bà Bảy báo trước luôn. Bà Bảy báo là mấy giờ ngày mai 8 giờ ngày mai gầm có người đem hiến cục đá ngũ sắc. Còn hiện tiền ha chú. Bà còn sống. Còn sống. Bà Bảy báo luôn. Bà báo. Ôi ôi. Thì mình đặt cái niềm tin để tôn trọng để thờ. Đồn đãi mỗi người tâm đạo đều thấy khác nhau. Dạ. Có mặt trời là đều thấy con hiện một điều khác hết trơn. Khi mà cảm nhận của mình á thì đưa lên cái vùng sáng của mặt trời. Thì ánh sáng mặt trời của bác quý anh chị thấy đây nè là nó màu chỉ màu trắng thôi, nhưng mà nhìn qua cái tảng đá này thì nó có những cái màu 7 sắc cầu vồng. Thật ra thì 7 sắc cầu vồng đang hiện trên những cái đám mây, thì mình giống như là nhìn qua một cái gương, nhưng mà nó có một cái điều kỳ diệu là không biết là có phải, nếu như mà theo khoa học giải thích thì đây là sự phản quang của đá, nhưng mà theo kiến thức hạn hẹp của mình thì mình cũng khá là tâm linh khi mà nghe kể như vậy á, cô bác anh chị. Cái cảnh vật lạ, những người tu đều thấy khác nhau hết. À, ai có chân tu khác nhau thì đều thấy khác nhau. À, không ai giống hả? Thì thấy được 7 sắc cầu vồng bên trong những cái đám mây kia. Dạ. Vậy thì con cái thời gian này, thời gian này thì nó có mất cái ánh sáng, thành thử thấy chưa nó đạt hung. À. Dạ. Những người tu lên. Nói tới chùa Bạch Ngọc thì ngoài hai cái báo vật này, một là ở hòn đá ông Phật Di Lặc. Phật Di Lặc khởi công được Phật Di Lặc khởi công xây dựng chùa Bạch Ngọc ở dưới được. Kia thì được. Bà Bảy phát hiện. Dạ. Và hai là cái hòn đá của ngũ sắc như thế này, ngũ sắc kế nữa là được ông thần hổ và được ông thần hổ ở cô bác của anh chị Bùi Hồ mới vừa quay xe. Dạ. Quay cho cô bác của anh chị xem thì đó là cái những điều tâm linh mà chưa có giải thích được. Và đặc biệt thì nó một mặt mình thấy tưởng nó là một hòn đá bình thường, nhưng mà qua câu chuyện mà chú kể thiên nhiên quá thật à, thì nó có một cái sự màu nhiệm của
của bà con gần xa chiêm ngưỡng là tâm đắc tâm linh là ông thần hổ. Nếu ai có cái duyên căn thì các ngài sẽ hợp vô liền, các ngài cho biết liền. Thứ nhất chú biết Út cho biết nè, phái đoàn Đồng Tháp, phái đoàn Cao Lãnh, phái đoàn Vĩnh Long, phái đoàn thành phố Thủy Minh, phái đoàn Sóc Trăng, phái đoàn Vĩnh Long, Cần Thơ đều có thần hổ, đều vô hết cái phần linh căn, hợp lý là vô liền, khe dữ dội luôn. Đó, cái đó là chú là ông Từ biết sao nó vậy, ăn chay 40 trên 40 năm không nói gian dối, có thấy được hay không? Dạ, nhưng mà mình thấy được cái phản quang á. Dạ, cái phản quang nó, cái phản quang này nó rất là đẹp ở trên bầu trời kia. Mặc dù ánh sáng mặt trời hiện nay thì nó cũng đã hơi phức chiều rồi. Dạ, chiều mất ánh sáng rồi. Một cái hòn đá mà mình coi như là bình thường, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa những cái câu chuyện tâm linh. Dạ, và đặc biệt đó là cô bác đều có tâm linh đều khác nhau hết. Trọng lượng bí ẩn rất là một cái mấy nặng. Khoảng một ký hai. Khoảng một ký hai. Thì tại sao ở đây nó lại vì vỡ phần này vậy? Vỡ là cái chú đó mượn lên thành phố xử đó, nó tưởng là vô mánh rồi. Nó đập đó. Thành tỷ phú à? Đại phú, thành thử không tỷ phú mà chỉ thần cán xe cảnh báo. Nên chú mới trả, 3 tháng sau mới trả. Trời. Chú nói con lên thành phố bị cái xe nó cán, con cái xe con banh hết, không con không chết, con ở làm giấy tờ nó thường con 3 tháng con mới về mới trả cho bà. Tức là cảnh báo. Hậu quả nhãn tiền. Còn giữ lại nữa là còn hậu quả nữa. Hậu quả nữa, cảnh báo tham của ai nói thôi còn để lại vị trí cũ. Rồi chú đây gửi vô cất. Rồi cho chú cho con thêm cái cảnh chót là tham quan được cái phần của ông Thần Quy. Kim Quy. Dạ chú. Nhà nó xin thưa không có ai mà chú gán ngắn bó. Tại vì nghĩ rằng con cái thường xá xa xôi không nghĩ gì xa xôi để đến đây mến mộ mới đến, không nhớ mộ đâu bây giờ đó. Thôi bây giờ đem để chú cất rồi chú cho. Vì gia đình chú theo đơn giản. Chú trân trọng chú có cái bảng màu đỏ. Màu đỏ, phải tôn trọng. Đó là cái hậu quả. Của mình hưởng, của người ta sao mình hưởng. Chư thần nó là cảnh báo cho mày tán gia bại sản. Nên nó sợ nó mới trả, chứ chú Phương mà trả. Yeah. Nếu mà theo chú quán xét nó nói là kim cương, nếu cầm kim cương nó đại gia là Việt Nam. Phải không? Kim mấy là rồi. Con thấy không? Con thấy ngũ sắc là tất nhiên có cái hồi nào giờ con thấy cục đá gì mà có cái màu. Dạ. Đó. Thấy không? Quá quý. Quá quý ở trong nhà của chú như thế này. Chú Út la một. Sập, à, cô bác chú chị mà có cúng dường á thì không có cúng gì thì chú không có nhận. Ví dụ tâm linh giái ơn trên độ thì ví dụ có cúng cái gì xây dựng trong các ngôi thường thì cái chùa mình thấy là cúng dường tam bảo, nhưng mà chú không gia trình chú không nhận.